Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Chính Hưng Channel. Hôm nay tôi lại quay lại cái cổng xe lửa số 5 và cái đường tàu đi ngang qua kênh Nhiêu Lộc, gồm có hai đường là Trường Sa và Hoàng Sa. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ đường Trường Sa để chúng ta đi theo con đường tàu mà tôi thường gọi là con đường tàu mùa xuân. Và thưa các bạn, hôm nay là ngày đã qua mùng sắp tới rằm, nhưng mà tôi vẫn thấy cái không khí xuân ở trên con đường tàu này vẫn còn, và đặc biệt bối cảnh xung quanh cũng rất đẹp, nên tôi quay lại để làm thứ nhất lưu dấu những hình ảnh đẹp này. Đồng thời nếu có dịp các bạn đi ngang sẽ chiêm ngưỡng và mới cảm nghiệm được cái vẻ đẹp của đường tàu mùa xuân. Bây giờ tôi sẽ quay tiếp mà tôi không đi theo đường tàu, vì nếu cứ đi thì tiếp theo thì cái đường tàu này thì hoa vàng nổ, hoa chuông vàng vẫn nở rực hai bên. Tuy nhiên tôi lại muốn giới thiệu các bạn một cái bên cái hai đường song hành của đường tàu, đó là một bên tôi sẽ dẫn các bạn đi xem cái đẹp của cái đường này. Ngoài cái đường tàu thì còn có hai đường song hành cũng rất đẹp và rất là thi vị. Bây giờ là tôi bắt đầu đi từ cổng đường Trường Sa, và các bạn đã thấy đó là cái cổng số 6 của cầu số 6 của kênh Nhiêu Lộc. Các bạn thấy nhiều người đang đi từ đường song hành với đường tàu để đi ra đường Trường Sa, và có thể quẹo qua cổng số lửa, cổng qua đường tàu, đường cầu số 6, cầu số 6 đó. Cái đây tôi đứng ở vị trí này cũng khá là nút giao thông đấy, nút giao thông rất là độc đáo. Bên kia là đường Hoàng Sa, đường Hoàng Sa thì buổi sáng thì rất là đông, nhưng ngược lại đường Trường Sa buổi chiều thì rất là đông. Nhưng một điểm đặc biệt của đường song hành tức là kênh Nhiêu Lộc là không bị kẹt. Nếu có chậm đi một chút do tàu chạy thì phải dừng lại để mà cho tàu chạy. Ngoài ra thì mọi việc đi lại vẫn thông thoáng, chậm nhưng mà vẫn không bị ứ hoặc là kẹt. Bây giờ mời các bạn đi theo những người đang đi theo đường song hành. Tôi dừng lại cái pano. Đây là một ngôi nhà vừa được xây dựng mới từ cái nhà cũ cấp 4. Ngôi nhà xây dựng xong thì họ làm được một cái bức tường bên dọc cái đường. Bức tường nó được sử dụng làm cái tranh chúc mừng năm mới rất là đẹp. Tôi phải dừng lại hơi lâu. Các bạn nhìn ngưỡng cái bức tranh đẹp này, có lẽ chắc của bên quận Phú Nhuận thực hiện. Bây giờ thì mời các bạn di chuyển theo tôi theo con đường song hành. Chào chị. Vâng, tôi đi rất chậm để các bạn chứng kiến con đường mà tôi đã mệnh danh là cũng là một con đường đẹp song hành với lại đường tàu mùa xuân. Các bạn chú ý ở dưới nền đất là những cái hoa đã rụng đầy, và hôm nay thì các chủ gia đình ở nhà đối diện chưa quét, và đêm qua thì có một trận mưa lớn nên cũng làm rụng một số hoa. Có nhà thì quét rồi nhưng mà theo tôi nghĩ hình như đa số là chưa có quét, nên các bạn mới thấy được cái hoa rụng trước sân nhà em đó.
Dạ. Ở trên con đường này cũng có nhiều nhà trồng hoa cũng rất đẹp. Đó, thưa các bạn, đây là những căn nhà trồng hoa cũng rất là đẹp. Tôi dừng lại một chút. Đó. Khu này thì khá yên tĩnh, hầu như nhà nào đa số là không có kinh doanh. Có thỉnh thoảng mới có những cửa hàng như là Phương. Phương đây là cũng mới mở sau này, Phương Cà Phê. Cà phê vườn. Rồi. Gà bún bò bún mọc. Dạ, xin. Các bạn thấy ở bên kia đường tàu cũng hoa nở cũng rất đẹp. Các bạn sắp đến cái căn bún mẹ tôi. Căn bún mẹ tôi thì trước đây là có một thời gian là mở thêm một chi nhánh cạnh đó. Đây là căn bún mẹ tôi là mở thêm. Tuy nhiên do để mà ổn định kinh doanh và cũng để tập trung trong cái sau mùa dịch nên căn bún mẹ tôi đã tập trung về một quán chính cách đây khoảng 20 mét. Tôi đang dần dần đi tới. Căn bún mẹ tôi thì có được quảng cáo và giới thiệu trên mạng. Và rất nhiều người ở khắp nơi đã đến với căn bún mẹ tôi để thưởng thức món ăn canh bún. Gồm có bánh canh, tức là dùng bánh đa cua. Canh bún, tức là dùng bún sợi to. Mở cửa từ 10 giờ sáng cho tới 19 giờ tối. Thưa các bạn, bây giờ thì tôi sắp sửa tới giờ mở cửa rồi, còn ít phút nữa. Hy vọng rằng các bạn có dịp sẽ ghé quán canh bún mẹ tôi này với một cái view đằng trước rất là đẹp. Tôi tiếp tục đi, mời các bạn theo dõi tiếp. Trên căn đường này thì như tôi đã nói thì ngoài lá rụng, hoa rụng, rồi họ cũng có bán những cái hàng trái cây như mít mía. Và đặc biệt tôi muốn giới thiệu tới một cái quán, đó là quán nước giải khát, nhưng mà nó rất là độc đáo. Thì quán này có rất nhiều cái bộ sưu tập đồ cổ, và những cái đồ cổ đó là những cái sinh hoạt đời thường như điện thoại, máy quạt, rồi những cái vật gia dụng trong gia đình có từ trên dưới 100 năm. Mời các bạn có dịp ghé qua cái quán cà phê nhỏ này, rất nhỏ nhưng mà rất là độc đáo. Đây, quán cà phê nhỏ. Quán cà phê mỏ nhỏ sẽ mở cửa từ 9 giờ. Và các bạn thấy chiếc xe lam. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp để ra cọc xe lửa số 6. Và có thể tôi sẽ tạm kết thúc cái đường song hành này. Và tôi đi tiếp đường song hành đối diện để các bạn trải nghiệm được hết hai con đường song hành một cách kỹ lưỡng chi tiết mà trước những video lấy trước tôi chưa có dịp đặt cả. Hôm nay với cái ngày rộng tháng dài thư thả, tôi xin phép được quay lại cái quang cảnh này.
chúng ta đang dần dần đi tới cổng xe lửa số 6. Đây là một địa điểm rất là nổi tiếng trước và sau giải phóng. Ở đây có một cái khu vực bán thịt chó cũng khá nổi tiếng. Và buổi chiều thì vẫn có, chiều tối thì vẫn có những quán thịt chó mở ra bên đường. Tôi dừng lại một chút ở cổng xe lửa số 6. Cổng xe lửa số 6 thì nối tiếp với ngã tư Huỳnh Văn Bánh, Lê Văn Xí và chợ Trần Hữu Trang. Các bạn thấy xa xa là cũng có những cái cây lựa, cây vàng, cây chuông vàng. Nhưng mà tôi sẽ không đi theo hướng đó, tôi sẽ quay trở lại cổng xe lửa số 5 theo đường song hành. Đây là hướng nhìn từ cổng xe lửa số 6 về hướng đường tàu. Các bạn đã thấy hoa chuông vàng và những cây chuông vàng đã nở rực ven theo hai đường tàu. Mời các bạn đi tiếp đường song hành đối diện với đường mà nãy tôi vừa đi. Đây là đường Lê Văn Sĩ. Đầu đường có một xóm hoa.